Dạ vâng ạ, Di Lê xin chào tất cả những khách hàng thân yêu. Và trong video này thì Di Lê muốn giới thiệu đến các chị gái yêu của em là một mẫu quần. Có thể nói là một cái mẫu quần có một cái tông màu rất đặc biệt. Cùng với đó là ở đây là tông màu nâu cà phê đậm các chị yêu của em nhé. Và đây là một thiết kế dáng suông và một cái thiết kế mà có thể nói là chiều lòng tất cả những chị gái yêu. Chúng ta mặc để chúng ta che đi khuyết điểm của đôi chân chúng ta, đúng không các chị gái? Những chị gái nào chân cong này, chúng chân vòng kiềng này, hoặc những chị gái nào chân bắp chân to, chân của chúng ta quá nhỏ thì các chị nên sở hữu một cái chiếc quần suông như này, đúng không các chị? Và khi chúng ta mặc quần suông thì luôn giúp cho các chị gái yêu của em cảm thấy tự tin và luôn có khả năng là hack chiều dài của chân rất là tốt, đúng không các chị? Và một cái dáng quần suông với thiết kế ở đây các chị gái để ý cho em này, cực kỳ là dễ mặc và với một chất liệu các chị gái yêu của em nhé. Và trong quần này thì em cũng rất là muốn nhấn mạnh cho các chị về phần chất liệu của quần, đó là chính là chất liệu rất là mềm này các chị, mềm và có khả năng rủ rất là cao luôn. Và đây là một trong những cái đặc tính đặc biệt của chiếc quần Âu dáng suông các chị yêu nhé. Và chiếc quần Âu dáng suông này của Di Lê hiện tại đang có đầy đủ size số, chị gái nào muốn Di Lê tư vấn về size số hãy inbox lại cho thương hiệu thời trang Di Lê các chị gái yêu nhá. Quần này co giãn nữa, mặc vô cùng thích luôn cho tất cả khách hàng thân yêu ạ.